Sau đây là kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 1, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8771, 6165, 2399. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3341. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98661, 45709, 68120, 05291, 30238, 50741, 80693. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 45081, 46087. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33686. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00602. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 26804. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 26804.